Dạ vâng em Tùng, chào anh em. Thì hôm nay em về cái thùng bắt ao của Milky. Thùng này là thùng trên đỡ kết nối với những cái thùng khác. Thì thùng này từ Mỹ về và nó đầy đủ. Ở trên này thì nó chống chống sốc này. Đấy. Rồi đây. Thì thùng này là tầng trên cao nhất. Thì những anh em cần mua thì đây. Nó là chứa đồ ngờ này và đựng đồ ngờ này đấy. Đấy mình bỏ vô nha, chứa đồ ngờ đỡ cho những anh em bỏ đồ ngờ làm khỏi thất lạc. Trong này thì mình đựng mấy khoang mấy bằng vít. Đấy. Thì thùng này nó có khóa lại này, có ổ khóa lại rất là rò luôn, kết nối với những cái thùng khác. Đấy. Vâng, và cái thùng bách ao này giá của nó là 2,2 triệu. Đấy. Giá 2,2 triệu nha anh em. Anh em quan tâm thì liên hệ anh. Thùng bách ao từ Mỹ về. Đây. Vâng, và nó xung quanh bên cạnh nó thì nó chống vỡ này. Khi mà anh em rớt trên cao xuống thì nó có hai thanh này chống vỡ, chống sốc luôn. Rất là chắc chắn. Rồi, em sẽ kết nối với những một cái thùng khác cho anh em tham khảo. Ok, thì đây là một cái thùng máy khoan Milky 2598 Pro. 2598 Pro. Rồi mình sẽ kết nối với anh em xem. Cái thùng này là đang chứa combo hai máy. Đây. Thường anh em đi làm công trình mình mua tầm khoảng 4-5 thùng này mình bỏ mình chứa đồ đi thì rất là thoải mái và không sợ phải mất. Đây thùng này nha anh em. Đấy, xa ra chút xíu. Thùng này nó cho ta kết nối với, rồi em kết nối nè, rồi xong đã kết nối rồi, em xách lên nè, xách lên cho anh em xem. Đấy. Rất là thoải mái ha, vừa vặn luôn ha. Đã kết nối xong rồi, mình ở trên đây vẫn có kết nối luôn. Thì cái thùng trên bách ao ở trên thì giá 1,2 triệu, giá 1,2 triệu nha anh em. Đấy. Rồi em sẽ giới thiệu luôn cái thùng này là 1,2 triệu thùng trên. Thùng dưới á, là thùng dưới này, dưới này là 2,2 triệu, thùng trên hai là 1,2 triệu. Ok, thì thùng này mình khui ra ở trong cho anh em xem. Vâng, rất là pro luôn. Ở trên đây thì mút và ở dưới này thì combo máy khoan. Rồi, combo máy khoan này là gọi là combo 2598 Pro. Pro luôn nha anh em. Pro là nó đi kèm với cái thùng, nó mới tạo ra Pro. Rồi, cái sạc 12V điện 110. Và anh em nào mua nguyên cái thùng này bao gồm có hai máy này, hai pin này, một sạc, giá của nó là 6,1 triệu. Đây, 6,1 triệu bao gồm hai máy, hai pin, một sạc. Rồi em test cho anh em xem luôn. Máy này là máy Milky 2553. Lực của nó là 146 newton.
tốc độ nó từ 0 đến 3.000 vòng trên phút và nó động cơ không trợ thang, nó 4 cấp độ điều chỉnh lực. Đây, tốc độ nó cũng khá nha anh em. Bên này hết rồi. Về hãng họ cũng chưa kích. Ở Mỹ về cũng chưa kích lên. Để xem. Cũng gần hết luôn rồi. Vâng, và một cái máy đây thì mình sẽ thay pin test cho anh em xem. Nó là nhân thùng mới 100%. Thì họ kích một ít pin lên thôi. Vâng, một cái combo hai máy hai pin, một sạc một thùng, giá 6.1 triệu, và một cái thùng bán riêng lẻ cái thùng thì giá của nó là 1.2 triệu. Và anh em ở xa thì vui lòng cọc cho mình mới ship nha, chứ mình không có ship có cốt không cọc, tại vì đi ship nó rất là xa. Vâng, em Tùng cảm ơn anh em đã quan tâm và theo dõi kênh của anh. Thùng này thì nó chắc chắn là nó chống nước rồi, chống nước luôn. Cái ở trong này thì nó có lớp cao su này, ống cao su đi xung quanh. Đấy, kết nối với nhau rất lập lò luôn. Đấy, em Tùng cảm ơn anh em.